Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý cô bác tuổi Mậu Thân. Tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 bước sang tháng 3 âm lịch năm quý mão 2023 hân hoan đón tài đón lộc vượt mọi trông gai đánh bay trở ngại nhờ vận may khởi sắc. Vậy làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đón được nhiều vận may đến với mình? Hôm nay, Minh được Tử Vi rất vui khi gặp lại quý cô bác trong chuyên mục Tử Vi 12 Côn Giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Và tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh tuổi Mậu Thân chỉ ra rằng trong tháng 3 âm lịch năm quý mạo 2023 tới đây được quý nhân giúp sức thần tài dẫn lối có được cơ hội trúng số độc đắc đổi đời đại gia giàu sang trọc nóc vậy vận trình cụ thể ra làm sao xin mời quý cô bác tuổi mậu thân cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé tổng quan tử vi tuổi mậu thân sinh năm 1968 Người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 là tuổi con khỉ, thuộc mệnh Thổ, Đại Trạch Thổ, nghĩa là đất nhà lớn. Người tuổi Mậu Thân thường rất mưu trí, nhanh nhẹn, khả năng này giúp họ tiến hành công việc đạt hiệu quả cao và ít khi có sai sót. Họ có khả năng phán đoán mọi việc rất tốt, làm việc linh hoạt, có thể tùy cơ ứng biến để thích hợp với mọi hoàn cảnh. Nhờ khiếu hài hước cùng khả năng giao tiếp tốt, họ được nhiều người quý mến, nhất là người khác giới. Tuy nhiên, mỗi khi tâm trạng không tốt, họ thường đẩy trách nhiệm hoặc sự bực bội sang người khác nên dễ mất đi sự tin tưởng của bạn bè. Người tuổi Mậu Thân cũng là người khá nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội. Nếu biết kiềm chế hơn thì chắc chắn cuộc sống và sự nghiệp của họ sẽ gặp nhiều thuận lợi và thành công hơn. Với sự điềm tĩnh và mềm mỏng trong giao tiếp thì tuổi này rất thích hợp làm ngoại giao, tư vấn hay vì sự xoay chuyển, ứng phó rất nhanh nhẹn thì kinh doanh bất động sản, nhà đất cũng hợp với họ. Các ngành nghề liên quan tới chăm sóc sức khỏe hay tư vấn mua bảo hiểm hứa hẹn sẽ mang lại thành công lớn trong sự nghiệp của những người tuổi Mậu Thân. Có thể thấy với tài ngoại giao tốt như vậy thì việc kinh doanh với tuổi Mậu Thân là vô cùng dễ dàng. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý cô bác cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp. Bước sang tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023. Cục diện ngủ hành tam hợp thân tý thì đem lại nhiều tác động tích cực cho vận trình sự nghiệp của người tuổi mậu thân. Tháng này, nhiều cơ hội phát triển mở ra ngay trước mắt bạn, chỉ cần bạn chủ động nắm bắt thì cơ hội gặt hái thành công nằm ngay trong tầm tay. Trong khoảng thời gian tháng 3 âm lịch này, bản mệnh tuổi mậu thân, xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa với đồng nghiệp, bạn bè, vì thế ai cũng sẵn sàng giang tay giúp đỡ nếu bạn gặp phải khó khăn nhờ có sức mạnh của tập thể, những việc tưởng chừng khó khăn cũng có thể hoàn thành trước thời hạn, nhờ đó bạn được tiên dương khen thưởng, cấp trên đánh giá rất cao với những thành tích bạn gặt hái được nên sẽ tạo cơ hội cho bạn thể hiện khả năng của mình. Cấp trên nhìn thấy những ưu điểm của bạn và giao cho bạn những nhiệm vụ mang đầy tính thách thức, bạn hãy mạnh dạn chấp nhận và cố gắng hết sức mình, bạn sẽ phát hiện thêm được nhiều điểm mạnh của bản thân. Tuy nhiên, dù thành công rực rỡ đến mấy, bản mệnh tuổi mậu thân cũng cần đề phòng tác động xấu do nguyệt lệnh lâm tuyệt xuất hiện mang lại, chẳng ai có thể làm vừa lòng được tất cả mọi người xung quanh, cũng có không ít những kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ với bản mệnh. Vì thế, người tuổi mậu thân cần ý thức được vị trí của mình, luôn giữ đầu óc tỉnh táo, và suy nghĩ lý trí, tránh để bản thân bị lung lay bởi những lời bàn ra tán vào của người khác. Ngoài ra người tuổi Mậu Thân trong tháng này cũng không nên vội vàng quá mức trong việc lựa chọn hướng đi mới cho tương lai của mình, khi cảm thấy băn khoăn bối rối, bạn nên hỏi ý kiến của những người đi trước, có thể đối phương sẽ đưa ra cho bạn những góp ý, những lời khuyên hữu ích nữa. Về mặt tài vận, xem tử vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho thấy, về tình hình tài chính của người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 có những biến chuyển tích cực hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Cục diện ngủ hành tam hợp trợ mệnh chỉ đường dẫn lối cho bạn, giúp bạn có thể tìm được hướng đi đúng đắn cho mình, thoát khỏi tình trạng lối mòn cũ. Với người làm kinh doanh, buôn bán, tự thân vận động, mối quan hệ xã giao được thuận lợi, giúp cho bạn dễ dàng tìm kiếm được những hợp đồng có giá trị, nhiều khách hàng, đối tác tiềm năng mới cũng nghe đến danh tiếng của bạn và muốn cùng hợp tác phát triển. Bản mệnh luôn có thể đưa ra được quyết định nhanh gọn và dứt khoát, dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn hơn người tuổi mậu thân thông minh nhanh nhạy có con mắt tinh tường có thể nhìn xa trông rộng nhận ra đâu là cơ hội mình nên nắm bắt đâu là cái bẫy mình nên tránh điều này sẽ giúp cho bạn thu về túi được một số tiền không nhỏ người làm công ăn lương công chức viên chức nhân viên văn phòng công nhân ngoài tiền lương trong tháng bạn cũng dễ nhận được khoản tiền thưởng nóng nhờ những thành tích nổi bật trong công việc lãnh đạo sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra thậm chí một vài người may mắn còn được xem xét cất nhắc hoặc tăng lương Vận trình hanh thông, nhiều cát tinh trợ mệnh, một số người tuổi mậu thân trong tháng này, có thể sẽ gặp được vận may bất ngờ về tiền bạc, có thể được trúng số, trúng thưởng, được thừa kế gia sản, hay được tặng quà từ người thân, bạn bè. Khi có tiền bạn cũng nên biết sử dụng tiền bạc một cách thông minh, để tiền luôn được sinh sôi nảy nở nhé. Với những người mới bước vào một lĩnh vực mới mẻ nào đó, dù gặp không ít áp lực, nhưng tình hình tài chính của bạn cũng có biến chuyển tích cực, mặc dù mọi thứ vẫn còn chưa ổn định nguyệt lệnh lâm mộ tác động, lời khuyên cho bạn là chớ nên vội vàng tin vào lời rủ dê, lôi kéo của người khác, trước khi đưa ra quyết định, bạn cần tham khảo ý kiến nhiều người, đồng thời kiểm chứng thông tin rõ ràng, để tránh hao tiền tốn của lại mất thời gian, công sức nhé. Vào khoảng thời gian cuối tháng, sự nghiệp của người tuổi mậu thân, nếu đang làm các lĩnh vực kinh doanh, thương mại, tài chính ngân hàng, với tài năng và những ưu đãi đặc biệt của tạo hóa, sẽ giúp cho bạn có được những thành tựu lớn trong thương trường và con đường sự nghiệp tuổi mậu thân hơn người và cũng khó đoán bởi bạn là mẫu người đa tài lắm kế người theo đuổi con đường nghệ thuật hội họa văn chương thơ ca với sự đam mê và thiên phú bẩm sinh bạn sẽ có thành tích cao trên con đường nghệ thuật của mình và dù người tuổi mậu thân có đi theo con đường nào thì cơ hội thành công và giàu có cũng cao bởi bạn là người có tài có tâm lại kiên cường vươn lên không biết mệt mỏi quan trọng hơn là bạn nắm trong mình lộc cách thiên phú sẽ giúp cho bạn đạt được kết quả như ý về mặt tình cảm Tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023, chuyện tình cảm của người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 đang có những dấu hiệu khởi sắc nhờ có tác động đồng thời của cục diện tam hợp và ngũ hành tương sinh. Dù bạn là người còn độc thân hay đã tìm được nửa kia của đời mình, bạn cũng có cơ hội được tận hưởng hạnh phúc quan hệ xã giao hài hòa, giúp bạn vô tình gặp được hoặc được người thân quen giới thiệu cho đối tượng triển vọng nếu có thiện cảm với đối phương bạn có thể nhanh chóng tìm cách giữ quan hệ với người ấy hãy tự tin thể hiện con người thật sự của mình chắc hẳn người đó sẽ rất ấn tượng với sự cởi mở chân thành cũng như những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp của bạn đấy đối với người đã lập gia đình quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một bền vững hơn hai người nhanh chóng tháo gỡ được những hiểu lầm mâu thuẫn trước đó sau khi đã trò chuyện với nhau một cách nghiêm túc và không giấu giếm nhau bất cứ điều gì cũng thông qua những cuộc nói chuyện này, hai người hiểu thêm về tính cách, về cách suy nghĩ và hành xử của nhau, cũng nhờ có gia đình, bạn tìm được động lực để cố gắng phấn đấu mỗi ngày. Muốn mình gặt hái được những thành tích lớn, nhờ vào sự tác động tích cực về tinh thần từ phía người thân gia đình, ngược lại bạn cũng giúp người thân tự hào về bạn và góp phần cải thiện đời sống gia đình nữa. Về mặt sức khỏe. Bước sang tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023, Tiếc là vấn đề sức khỏe của người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 lại không thực sự lý tưởng trong thời điểm này. Bạch hổ hung tinh xuất hiện mang tới nhiều dấu hiệu xấu. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bản mệnh tuổi Mậu Thân là cần phải hết sức cẩn trọng khi tham gia giao thông, vận hành máy móc hoặc khi lao động chân tay, sử dụng đồ vật sắc nhọn nếu không dễ vướng họa huyết quang bạn không nên điều khiển phương tiện giao thông khi cơ thể đang mệt mỏi thiếu tỉnh táo hay cố tình vi phạm luật giao thông sự bất cần của bạn không chỉ khiến cơ thể phải chịu tổn thương mà còn gây hại cho người khác trong cuộc sống hàng ngày bạn nhớ duy trì lối sống lành mạnh khoa học không nên thức khuya dậy sớm ăn quá nhiều đồ ngọt đồ dầu mỡ hoặc cay nóng dễ gây tác động xấu cho dạ dày Ngoài ra, sự thay đổi thất thường của thời tiết trong tháng 3 âm lịch này cũng làm cho con người ta rất dễ mắc các chứng bệnh như cảm cúm, hay ốm vặt, người mệt mỏi, dễ lây bệnh truyền nhiễm, người tuổi Mậu Thân nên biết giữ mình, bảo vệ bản thân, có như vậy sức khỏe của bạn mới được đảm bảo. Màu sắc hợp với người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Theo phong thủy ngũ hành, người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 thuộc mệnh Thổ, rất hợp với các màu đỏ, cam, tím, vàng, nâu kỵ những màu, xanh nước biển, hoặc đen. Ý nghĩa các màu hợp với tuổi mậu thân 1968, màu đỏ. Màu đỏ là màu thuộc hành hỏa, là màu hợp mệnh hỏa, có ý nghĩa tương hợp. Màu đỏ tượng trưng cho máu và lửa, lòng nhiệt huyết, sức mạnh và quyền lực. Màu đỏ đôi khi dưới ý nghĩa tiêu cực, cũng là biểu tượng của chiến tranh, sự tàn khốc. Từ thời xa xưa, con người đã có những cảm xúc mãnh liệt cháy trong người và họ sợ hãi với màu đỏ khi nó gắn liền với lửa và máu, chiến tranh và sự hy sinh ngoài ra màu đỏ đậm thường tượng trưng cho sự quyết tâm mạnh mẽ phù hợp với những người lãnh đạo màu đỏ nhà tượng trưng cho sự đam mê hưởng thụ và sự nhạy cảm màu đỏ tím tượng trưng cho sự nữ tính lãng mạn tình yêu và tình bạn là một màu nóng màu của máu và lửa tượng trưng cho năng lượng thể chất ham muốn và đam mê những người thích màu đỏ có cá tính mạnh mẽ quyết đoán cam đảm táo bạo nhiệt tình bốc đồng thú vị và hung hăng có một niềm đam mê quyền lực khá lớn Ý nghĩa các màu hợp với tuổi Mậu Thân 1968, màu cam. Màu cam cũng là màu thuộc hành hỏa, là màu hợp mệnh hỏa, có ý nghĩa tương hợp. Màu cam là sự kết hợp của màu đỏ và màu vàng. Đó là một màu tươi sáng và ấm áp, nó đại diện cho lửa, mặt trời, vui vẻ, ấm áp và môi trường nhiệt đới. Màu cam mang đến sự vui tươi, phấn khởi, là biểu tượng cho sự nỗ lực, sáng tạo và cuốn hút. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh, sử dụng đồ vật màu cam có thể tăng tính tư duy và sáng tạo, giúp đạt hiệu quả cao trong công việc. Ý nghĩa các màu hợp với tuổi Mậu Thân 1968, màu tím. Màu tím cũng là màu thuộc hành hỏa, là màu hợp mệnh hỏa, có ý nghĩa tương hợp. Màu tím là sự pha trộn giữa màu đỏ và màu xanh, màu sắc đẹp để thưởng thức và tạo ra từ hai màu tuyệt vời, xanh và đỏ. Thường thì màu tím có liên quan đến sự sang trọng, sức mạnh, trí tuệ, sáng tạo và ma thuật. Màu tím tượng trưng cho sức mạnh, quyền uy, giàu có và thèm khát. Trong nghệ thuật, màu tím là màu của sự sáng tạo và huyền bí. Đây là màu sắc ít thấy trong tự nhiên. Ý nghĩa các màu hợp với tuổi Mậu Thân 1968, màu vàng. Đó là màu sáng nhất mà mắt người có thể nhìn thấy. Màu vàng có ý nghĩa đại diện cho tuổi trẻ, niềm vui, niềm vui, ánh nắng mặt trời và những cảm giác hạnh phúc khác. Màu vàng thường được liên tưởng tới ánh sáng nên nó cũng là màu của trí tuệ, sự thông thái, anh minh. Màu vàng thường mang lại cảm giác ấm áp làm con người thấy thoải mái, hoạt động dưới nắng vàng làm tăng sự linh hoạt trí óc. Màu vàng có liên quan đến việc học đó là một màu sắc cộng hưởng với bên trái hoặc logic của não, nơi nó kích thích tâm lý và nhận thức của chúng ta. Màu vàng tạo cảm hứng cho suy nghĩ và sự tò mò và nó sáng tạo từ quan điểm tinh thần, màu sắc mang đến những ý tưởng mới. Ở phương Đông, màu vàng là biểu tượng của hoàng gia quý tộc mang ý nghĩa danh dự và lòng trung thành. Ý nghĩa các màu hợp với tuổi Mậu Thân 1968, màu nâu. Màu nâu là màu của sự bền vững và chắc chắn, ổn định, cấu trúc và hỗ trợ. Đồng thời nó cũng là màu sắc tượng trưng cho sự nam tính. Đó là một màu sắc toát lên sự thoải mái về thể chất, sự đơn giản và chất lượng. Từ góc độ tiêu cực, màu nâu cũng có thể trong những trường hợp nhất định mang lại ấn tượng về sự keo kiệt. Người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, hợp với màu xe nào? Nam mạng tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, hợp màu xe gì? Để thể hiện sự mạnh mẽ và cá tính của nam mạng tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, bạn nên chọn màu xe như đỏ, nâu đất, ghi, khói. Để giúp chủ nhân sở hữu chiếc xe cảm thấy tự tin và thoải mái. Việc lựa chọn màu xe không chỉ phụ thuộc vào cung mệnh, hợp phong thủy mà còn dựa vào sở thích của mỗi người. Bởi thế việc lựa chọn và sử dụng màu xe hoàn toàn khác nhau. Nữ mạng tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 hợp màu xe gì? Thường nữ mạng sẽ chịu màu tông dịu dàng, ngọt ngào. Bởi thế người tuổi Mậu Thân 1968 nên chọn màu xe như đỏ, nâu đất kỳ khói. Màu xe hợp mệnh sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin và thoải mái khi điều khiển phương tiện, giúp bạn tránh né tai nạn giao thông bất ngờ xảy ra. Vâng, quý cô bác tuổi Mậu Thân kính mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết của ban biên tập chương trình về tử vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận. Xin kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.